Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó không chỉ hình thành các cá nhân, tập thể, câu lạc bộ thể thao mà còn xuất hiện nhiều xã điểm về phong trào thể thao quần chúng. Xã Đại Tiến, huyện Hòa An là một điểm sáng trong phong trào thể dục thể thao quần chúng. Những năm qua, môn thể thao bóng đá đã thu hút được các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia luyện tập. Qua đó thì phong trào không chỉ giúp nhân dân nâng cao sức khỏe mà còn giúp hình thành lối sống văn hóa lành mạnh. Vào mỗi buổi chiều trên sân cỏ tự nhiên xã Đại Tiến, những đôi chân nhanh nhẹn lại hòa mình cùng trái bóng tròn trong không khí sôi nổi. Mặc dù điều kiện vật chất khó khăn, sân bóng là sân đất tự nhiên, nhưng với lòng đam mê đá bóng của các đoàn viên thanh niên trong xã đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để tham gia các trận bóng. Tất cả đều tự nguyện, dựa trên tinh thần tự phát, giao kèo giữa thanh niên, các xóm với nhau. Họ say sưa như những vận động viên thực thụ. Không quan trọng thắng hay thua, mà quan trọng họ có một sân chơi vui vẻ và cùng rèn luyện sức khỏe. Đồng thời qua sân chơi này tạo cơ hội cho họ tham gia các giải tại địa phương. Thứ nhất là phong trào thể dục thể thao và thứ nhất là môn bóng đá vua ấy thì rèn cho tôi tính sức khỏe này, tính kiên trì này và có thể là giao lưu giữa các xóm ấy ở trong xã và tới là giao lưu giữa xã và ra ngoài tới huyện. Như ở cấp xã thì có mỗi năm thì tổ chức giải vui xuân của xã, nhưng mà như năm nay thì có Covid thì xã tạm dừng. Ngoài ra thì cấp xã cũng tổ chức cho các vận động viên đi tham gia ở cấp huyện như các giải của các câu lạc bộ như giải Tứ Hùng, Bát Hùng và bây giờ đang tham gia giải League One. Được mệnh danh là thể thao vua, bóng đá là một trong những môn thể thao nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới. Người chơi bóng đá sẽ rèn luyện khả năng di chuyển, đi bộ nhanh hơn, đồng thời tăng cường sự nhanh nhẹn cũng như độ bền cao. Ngoài nâng cao sức khỏe, việc tham gia môn bóng đá đã phát triển khả năng phối hợp và tình đoàn kết giữa các vận động viên. Mặc dù chỉ là sân chơi làng, hầu hết các vận động viên chưa qua huấn luyện nhưng lại có kỹ năng đá bóng khá tốt, các đường chuyền bóng khá ăn ý. Một số vận động viên chia sẻ đã từng tham gia các trận bóng trên địa bàn tỉnh và khu vực, nhờ đó kỹ năng đá bóng ngày càng một nâng lên. Việc tự giác luyện tập thể dục thể thao không chỉ phát triển thể lực cho đoàn viên thanh niên trong xã mà còn giúp đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hình thành lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Tôi thấy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ấy cho xã nhà rất là tốt. Thứ nhất là rèn luyện sức khỏe và tập hợp đoàn kết tất cả bà con nhân dân, nhất là các tầng lớp đoàn viên thanh niên tham gia tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe theo gương tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Và thứ hai là đoàn kết thanh niên tránh lấn sâu về tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút ma túy. Những năm qua thực hiện lời dạy của Bác, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn xã Đại Tiến đã và đang được chú trọng đẩy mạnh với những hoạt động đa dạng phong phú như bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức các giải thi đấu, các buổi giao lưu thể thao nhân dịp đầu xuân, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Hàng năm, theo căn cứ vào kế hoạch chương trình hoạt động của công đoàn xã, thì mỗi tuần là công đoàn xã phát động các đoàn viên cán bộ công chức, viên chức là thi đấu giao lưu vào các chiều buổi 6 là tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Và tham gia các phong trào của xã tổ chức thì mình cử đội cán bộ công chức tham gia các giải phong trào của xã mình tổ chức. Ngoài ra thì hàng năm thì huyện tổ chức các giải bóng chuyền hơi này, giải bóng chuyền da và bóng đá cán bộ công nhân viên chức thì công đoàn xã Đại Tiến cũng tổ chức đội bóng đi tham gia. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều giải thể thao phong trào, hội thi không được tổ chức. Nhưng với nhiều cách làm phù hợp, hoạt động thể dục thể thao quần chúng vẫn được xã tổ chức, gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tôi thì phong trào thể dục thể thao trong mấy năm gần đây thì hàng năm thì xã tổ chức giao lưu, thi đấu giữa các xóm với các xã bạn như là bóng đá, bóng chuyền. Mục đích là nhằm cho thanh niên luyện tập để nâng cao về sức khỏe. Định hướng là năm tiếp theo thì cần đầu tư xây dựng sân bóng
thành lập câu lạc bộ bóng đá bóng chuyền, tạo điều kiện cho phong trào thể dục thể thao phát triển. Với những hoạt động phong phú đa dạng, phong trào thể dục thể thao đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, từ các cơ quan trường học đến hộ dân. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Tại các khu dân cư, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân đều có sự lựa chọn cho mình những hình thức thể thao phù hợp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7 sân vận động, có khán đài, 26 sân quần vợt, 158 sân cầu lông, trên 400 sân bóng chuyển hơi và bóng chuyển da, 40 sân bóng rổ, 8 nhà tập luyện và thi đấu đa năng, cùng rất nhiều loại hình sân tập dành cho các môn thể thao khác. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, khuyến khích toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, không những góp phần tăng cường sức khỏe cho nhân dân mà còn tăng cường tình đoàn kết, tinh thần phấn khởi, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có những người con đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no. Để tưởng nhớ đến công lao các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới, những người đồng đội, những cựu chiến binh trung đoàn 567 tại Cao Bằng đã nhiều năm ấp ủ xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm tại Hang Keng Riềng, thị trấn Quảng Hòa. Đến nay công trình sắp hoàn thành. Và để xây dựng công trình này thì Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 567 tỉnh Cao Bằng đã đứng ra vận động đồng đội, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để thực hiện ước nguyện thiêng liêng đó. Mấy tháng nay, những cựu chiến binh Trung đoàn 567 tỉnh Cao Bằng tất bật với công tác chuẩn bị rồi khởi công nhà bia Keng Riềng. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn, là tấm lòng hướng về đồng đội, về những người đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Hang Keng Riềng còn có tên gọi khác là Hang Ngườm Hầu, thuộc địa phận xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên cũ, nay thuộc thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Đây là địa điểm tập kết các chiến sĩ bị thương nặng để chuyển lên tuyến trên điều trị. Nhưng không may, hang bị phát hiện, quân địch tấn công bất ngờ, làm cho nhiều chiến sĩ, y tá, giáo viên hy sinh. Những người chiến sĩ năm xưa, nay mái đầu đã điểm bạc, họ trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ký ức về một thời khói lửa, tuổi thanh xuân của họ tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc không bao giờ phai. Họ luôn đau đáu hướng về đồng đội của mình, những người đã hy sinh xương máu cho sự bình yên của đất nước. Có lẽ chính từ tình đồng đội, các anh đã có ý tưởng và cần thiết phải xây dựng một nhà bia để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 567 đã kêu gọi đồng đội, các nhà hảo tâm quyên góp kinh phí để xây dựng nhà bia Keng Riềng. Khi mà được phép của huyện ủy, ủy ban nhân dân và xã đồng ý cho Cựu chiến binh Trung đoàn 567 xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh tháng 2 năm 79 tại Hang Keng Riềng, thì phải nói là các thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh trong 24 tỉnh thành nguyện vọng thiết tha làm sao có một cái nơi để hương khói, để thực hiện cái mong muốn của thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh của Trung đoàn 567 anh hùng. Và được phép của chính quyền địa phương thì là bọn tôi cũng phải nói là rất đắn đo, vì tiền lúc đó là năm 2019 có thu được 72 triệu. Đấy, 72 triệu bạc. Thế qua quá trình đấy thì đồng chí Thiếu tướng Chu Minh Hồng, cục phó cục trợ trường Bộ Quốc phòng, phó giáo sư và tiến sĩ cũng đã phát động. Đấy, và qua Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 67 đấy thì là cũng phát động trên phương tiện, tức là họp mặt trưởng ban liên lạc của các tỉnh và gửi toàn bộ giấy tờ được phép của chính quyền địa phương cho phép chúng ta xây dựng cái đền thờ này. Đấy, là kêu gọi các nhà hảo tâm, các cựu chiến binh, phải nói là trong cái quá trình mà kêu gọi đóng góp thì phải nói nhiều, khi mà xác minh chúng tôi thấy nhiều cái tấm gương, nhiều cựu chiến binh hoàn cảnh rất nghèo. Đấy, rất nghèo, nhưng người ta cũng phát tâm ủng hộ, hoặc có cái đồng chí thương binh trích cái thưởng tiền thương tật ra để ủng hộ.
những người lính trung đoàn 567 đã từ lâu ấp ủ việc xây dựng một công trình tưởng niệm tại hang Keng Riềng. Tuy nhiên, kinh phí hạn hẹp, không đủ để xây dựng. Vì vậy, Ban Liên lạc Trung đoàn Bộ binh 567 Anh hùng đã quyết định huy động xã hội hóa nguồn kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm. Xuất phát từ lòng biết ơn và ý nghĩa nhân văn của công trình, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên đã ủng hộ. Đặc biệt là Ban Liên lạc đã thông qua Hội Hà Giang Một Thời Để Nhớ để huy động các đồng đội năm xưa ủng hộ. Sau hơn một năm kêu gọi ủng hộ, Ban Liên lạc đã nhận được trên 300 triệu đồng. Nhà bia hang Keng Riềng được khởi công xây dựng từ đầu tháng 1 năm 2021, đến nay đã sắp hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng. Thực hiện cái lòng hảo tâm, cái tâm tư nguyện vọng của các ban liên lạc cựu chiến binh của trung đoàn cả nước, và cũng như những cái lòng hảo tâm của cả bà con nhân dân, rồi các doanh nghiệp đấy, đóng góp mà để xây dựng. Để thực hiện cái tâm nguyện đó thì ban liên lạc chúng tôi thường xuyên là kiểm tra, giám sát và sử dụng cái đồng vốn mà đồng cái tâm mà người ta đóng góp, nhân dân đóng góp để xây dựng là cái nào làm cho nó đảm bảo về chất lượng, về mỹ thuật, về kỹ thuật, về môi trường, cảnh quan, đô thị được khang trang. Từ sự đóng góp của nhân dân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các cựu chiến binh trong tỉnh và ngoài tỉnh, công trình nhà bia tưởng niệm hang Keng Riềng sẽ sớm hoàn thành trong những ngày tới. Công trình không chỉ là nơi để tưởng nhớ đến các liệt sĩ đã ngã xuống, mà còn là nơi ôn lại truyền thống cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của những người lính Trung đoàn Bộ binh 567 Anh hùng một lần nữa khẳng định tình đồng chí, đồng đội của họ thật đáng trân trọng. Theo VTV.vn, cầu cửa hội nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được khởi công ngày 15 tháng 2 năm 2019 với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 5,27 km đã chính thức đưa vào sử dụng từ hôm nay 15 tháng 3. Đây không chỉ là cây cầu lớn thứ tư bắc qua sông Lam mà còn có ý nghĩa quan trọng tạo nên một vùng phát triển Nam Nghệ, Bắc Hà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Nhiều vị trí đò ngang hay các bến phà qua sông thuộc tỉnh Hải Dương hiện vẫn đang phải tạm dừng hoạt động do dịch. Tuy nhiên, sau tình hình ổn định trở lại phần nào, các bến đò, bến phà chưa khôi phục đang khiến cho người dân thấy bất tiện và làm gia tăng chi phí khi đi lại. Theo VGP, sau gần 2 năm thi công, dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội Bắc Sông Lam sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiều vị trí đò ngang hay các bến phà qua sông thuộc các tỉnh này hiện vẫn đang phải tạm dừng hoạt động do dịch. Tuy nhiên, sau tình hình ổn định trở lại phần nào, các bến đò, bến phà chưa khôi phục đang khiến cho người dân thấy bất tiện và làm gia tăng chi phí khi đi lại. Sau gần 2 năm thi công, dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội Bắc qua sông Lam sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nghi Xuân có 32 km đường biển với nhiều bãi biển đẹp như Xuân Thành, Cương Gián, Xuân Liên và cũng đã quy hoạch các khu đô thị ven biển, khu du lịch, làng nghề, khu nông nghiệp chất lượng cao, khu công nghiệp. Vì thế, cầu cửa hội chắc chắn sẽ đánh thức tiềm năng vốn có của địa phương, thu hút các nhà đầu tư xây dựng một thành phố di sản. Trong đó là yếu tố văn hóa làm cốt lõi, ngành du lịch và dịch vụ sẽ là mũi nhọn. Những vùng phụ cận còn lại sẽ tập trung cho phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao và công nghiệp. Ngoài ra, cầu cửa hội cũng sẽ kết nối với vùng Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh như kết nối cảng Cửa Lò, cảng biển quốc tế Vi Sai, cảng DKC, cảng khu du lịch Cửa Lò, bãi lữ FLC với khu du lịch bãi biển Xuân Thành, tạo nên một vùng phát triển Nam Nghệ Bắc Hà mà Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định quy hoạch. Khi người dân được cấp căn cước công dân gắn chip thì không bắt buộc thay đổi thông tin trong sổ đỏ. Nếu không thay đổi thì cũng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Đây là thông tin trong mục điểm báo thứ hai. Khi có thay đổi về thông tin số chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân gắn chip, người sử dụng đất có quyền thay đổi thông tin trên sổ đỏ theo quy định tại điểm G khoản 1 điều 17, thông tư 23/2014/TT-BTN-MT đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 điều 6, thông tư 33/2017.
Cụ thể, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, những trường hợp đổi từ thẻ căn cước công dân mã vạch sang căn cước công dân gắn chip không làm thay đổi số căn cước công dân nên không cần phải sửa thông tin trên sổ đỏ. Thông tin thêm trên báo Người đưa tin, theo khoảng 1 điều 188 luật đất đai 2013, khi số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân có thay đổi mà người sử dụng đất không thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận thì cũng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng tặng cho nhà đất. Trên thực tế, nhiều trường hợp khi số căn cước công dân đang sử dụng khác với số ghi trong giấy chứng nhận vẫn bị làm khó khi chuyển nhượng tặng cho. Khi đó, người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ quan thực hiện trả lời bằng văn bản với lý do từ chối thực hiện, nếu không sẽ khiếu nại hoặc khởi kiện. Một người đàn ông tại Mỹ có tên là John Hollis được phát hiện là có khả năng vô hiệu hóa SARS-CoV-2. Đó là nhờ máu của ông chứa siêu kháng thể ngay cả khi bị pha loãng. Theo đài BBC, máu của những người đàn ông có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về COVID-19 cũng như cách chữa trị tiềm năng cho những người mắc bệnh. Trước đó, khi bạn cùng phòng của Holly, quản lý truyền thông đại học John Mason ở bang Virginia, Mỹ, mắc COVID-19 vào mùa xuân năm 2020, ông tin mình cũng sẽ mắc căn bệnh truyền nhiễm này. Do đó, ông Holly đã tự nhốt mình trong phòng và lo lắng đến nỗi viết thư gửi cho người con trai David để đề phòng bất trắc vì đã tiếp xúc gần với cậu bé. Tuy nhiên, Holly chờ mãi vẫn không bị bệnh. Sau đó, khi tình nguyện tham gia một nghiên cứu của trường đại học George Mason, ông biết mình là một trong số vài người có siêu kháng thể chống lại COVID-19. Bác sĩ cho rằng là ông Hollis có siêu kháng thể có khả năng vô hiệu hóa SARS-CoV-2 dù có bị pha loãng 10.000 lần. Bác sĩ giải thích, hệ miễn dịch đã sử dụng các protein hình Y trong máu của ông Hollis để nhận diện và chống lại virus và vi khuẩn. Điều này khiến ông Holly và máu của ông là nguồn tài nguyên có giá trị để tìm ra các phương pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh COVID-19. Đến nay, gần 30 triệu người Mỹ mắc COVID-19. Chính phủ Mỹ hiện đang đẩy mạnh tiêm chủng các loại vaccine ngừa COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị bệnh vẫn đóng vai trò quan trọng và siêu kháng thể từ John Holly có thể mở ra những tia hy vọng mới để chữa trị các bệnh nhân COVID-19 hiệu quả hơn. Một người đàn ông rơi từ tầng 17 tại một công trường xây dựng tại Ấn Độ đã may mắn sống sót một cách thần kỳ. Anh Fijo Alam, 20 tuổi, đang hành nghề nhân viên sửa chữa điều hòa, đã rơi xuống tầng 5 của tòa nhà. Anh bị gãy nhiều xương chân, xương sọ và xương mặt. Thời điểm gặp nạn, anh Alam được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, gãy xương chân, xương mặt, vấn đề về hô hấp, chảy máu từ đầu, miệng, tai và mũi. Sau đó bệnh nhân được kết nối máy hô hấp nhân tạo và truyền máu. Khi tình trạng tạm thời ổn định, anh mới được các bác sĩ thăm khám. Sau khi kiểm tra, ngoài các vết thương bên ngoài, bác sĩ kết luận Alam bị tổn thương não, gãy cột sống ở cổ, tổn thương gan và thận phải. Anh trải qua nhiều ca phẫu thuật bao gồm đưa ống thông vào não để giảm sưng và được truyền tới 24 lít máu. Sau đó bệnh nhân được kết nối máy hô hấp nhân tạo và truyền máu. Khi tình trạng tạm thời ổn định, anh mới được các bác sĩ thăm khám. Các bác sĩ phát hiện có cục máu đông ở não của bệnh nhân, đồng thời chẩn đoán gãy cột sống cổ, tổn thương gan và thận phải. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành mở khí quản để thông khí và tiêm thuốc để giảm sưng trong não. Khi tình trạng bệnh nhân được cải thiện, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu điều trị vết thương trên khuôn mặt. Tỷ lệ tử vong sau khi ngã từ tầng 3 của một tòa nhà là 50%, từ tầng 10 trở lên thì hầu như không có khả năng sống sót, trong khi đó Alam rơi từ tầng 17. Nếu bạn là người tin vào phép màu thì đây chính là điều kỳ diệu, bác sĩ nói. Sau khi nhập viện vì chấn thương mắt cá chân thì một cô gái sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phát hiện mình không phải là nữ giới. Câu chuyện lạ này sẽ là điểm báo cuối cùng trong mục điểm báo hôm nay. Theo tờ SCMP, cô gái có tên là Ping Ping chỉ biết sự thật này sau khi nhập viện do chấn thương chật mắt cá chân. Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương bất ngờ khi kết quả chụp X-quang cho thấy là xương của Ping ngừng phát triển ở độ tuổi dậy thì. Ngoài ra, cô gái 25 tuổi cũng thú nhận mình chưa bao giờ có kinh nguyệt. Dù vậy, cô chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của mình do cơ thể vẫn có cấu tạo của nữ giới.
Bác sĩ từng nói tôi phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa và sẽ rơi vào kinh nguyệt trong vài năm tới. Do cảm thấy xấu hổ, tôi không dám nói với ai suốt nhiều năm qua, Pinh cho biết. Cô mới kết hôn vào năm ngoái và đang nỗ lực để có con nhưng rất khó khăn. Một năm qua, vợ chồng tôi đã thử gần như rất nhiều cách nhưng không có kết quả. Tôi nghĩ việc khó đậu thai chịu ảnh hưởng từ xương và vấn đề kinh nguyệt nên đã tìm gặp bác sĩ nội tiết. Kết quả xét nghiệm cho thấy Pinh mắc chứng huyết áp cao và hạ kali trong máu, triệu chứng điển hình của bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh có thể dẫn đến rối loạn phát triển giới tính. Bác sĩ nội tiết cho biết xét nghiệm nhiễm thể sắc thể đồ của Pinh là 46XY thường thấy ở nam giới. Cô không có tử cung hoặc buồng trứng nhưng cũng không có cơ quan sinh dục nam. Chúng tôi phát hiện tinh hoàn ẩn trong cơ thể bệnh nhân, có lẽ chúng đã bị thoái hóa và tiêu biến trong quá trình trưởng thành, bác sĩ Đông nhận định. Hiện huyết áp và nồng độ kali trong máu đã được kiểm soát nhưng Pinh Pinh vẫn chưa quyết định sẽ chọn giới tính nào cho mình. Một quá trình sẽ phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị và có thể cần phải hỗ trợ tâm lý. Trong kế hoạch phòng diệt chuột vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, ngân sách sẽ chi hơn 22,5 tỷ đồng, khoảng 7,5 tỷ còn lại là đối ứng của nông dân. Đây là con số trong mục con số hôm nay. Kế hoạch sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2025 nhằm giúp nông dân quản lý tốt ruộng vườn, hạn chế tối đa thiệt hại do chuột gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, hội nông dân, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thực hiện. Nông dân sẽ được tập huấn 1.600 buổi, hỗ trợ 112.500 bẫy và thuốc diệt chuột. Mỗi năm các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết đánh giá tình hình. Cần Thơ có hơn 80.000 hecta đất trồng lúa, trên 20.000 vườn cây ăn trái, gần 15.000 hecta rau màu. Những năm qua nông dân phản ánh tình trạng lúa, hoa màu bị chuột cắn phá nhiều. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bỏ bữa sáng khiến cơ thể không được cung cấp năng lượng cho ngày dài, dễ gây tụt huyết áp, viêm loét dạ dày, ảnh hưởng hiệu suất công việc. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong suy nghĩ của nhiều người, bữa sáng chỉ là bữa ăn phụ nên thường xuyên bỏ qua. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể. Về nguyên lý, sau khi kết thúc bữa tối, qua một đêm đến 6 giờ sáng hôm sau là khoảng 10 đến 12 tiếng, dạ dày trống rỗng, chưa kể vào chuẩn bị năng lượng cho cả một ngày làm việc mới. Vì vậy, sau thời gian này, cơ thể cần bổ sung năng lượng, ăn sáng rất cần thiết, bác sĩ nhấn mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng có xu hướng khỏe mạnh hơn, ít có khả năng thừa cân, béo phì, ít có nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính hơn những người không có thói quen này. Bác sĩ phân tích, không ăn sáng làm cơ thể bạn không có nguồn năng lượng, cơ thể phải huy động một lượng đường và protein dự trữ và sẵn sàng cho mọi hoạt động, làm cho bề mặt của da khô, mất dinh dưỡng. Vì thế có thể xuất hiện các nếp nhăn ở mắt và mặt, làm cho quá trình lão hóa ở người nhịn ăn sáng nhanh hơn. Bỏ bữa sáng sẽ gây cảm giác đói cồn cào, tụt huyết áp, người nôn nao, lâu dài sẽ gây những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa như đau dạ dày. Dạ dày luôn co bóp, dịch vị thì tiết ra nhưng lại không có gì để tiêu hóa. Lâu dần sẽ là viêm loét dạ dày, dẫn tới suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Việc đói bụng cũng khiến bạn không thể tập trung, ảnh hưởng tới hiệu suất công việc. Nhiều nghiên cứu cho rằng bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học bị gián đoạn dẫn đến bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, bỏ qua bữa sáng sẽ dẫn tới tình trạng buổi trưa và tối sẽ ăn nhiều để bổ sung năng lượng. Trong khi đó, vào buổi tối, hoạt động không nhiều, thức ăn sẽ không kịp để tiêu hóa hết. Nó làm cho nhiệt lượng cơ thể bạn ngày càng tăng, lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng thừa cân, béo phì. Bác sĩ cho biết bún, phở, xôi, bánh mì là những món ăn nên ăn vào buổi sáng để nạp năng lượng. Một gói xôi xéo có chứa chất đạm, protein, chất béo, lipid và chứa nhiều năng lượng từ tinh bột glucosid. Bún có nhiều chất dinh dưỡng hơn, có thể cung cấp nhiều protein hơn. Có thể ăn bún cá, bún gà, phở các loại, xôi thịt, xôi trứng để bổ sung năng lượng, lựa chọn cho bữa sáng. Nhìn chung về chất lượng, ăn một bát bún, phở sẽ cân đối hơn so với ăn một gói xôi. Một số món ăn sáng tốt cho sức khỏe như trứng. Ăn trứng buổi sáng không chỉ tăng cảm giác no lâu, giảm lượng calo vào bữa ăn tiếp theo, mà còn duy trì lượng đường và insulin trong máu ổn định. Trứng tăng cholesterol tốt, cải thiện tình trạng nhạy insulin.
Ngoài ra, lòng đỏ trứng có nhiều lutein là những chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của não và gan. Bạn có thể luộc, chiên, xào, ốp la ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, chỉ nên ăn khoảng 2-4 quả một tuần. Nên tham vấn chuyên gia dinh dưỡng để biết tình trạng dinh dưỡng của bệnh lý từng người. Yến mạch. Yến mạch chính là một loại ngũ cốc nguyên hạt được trồng chủ yếu tại châu Âu, nhiều tại khu vực Bắc Mỹ. Cũng giống như gạo lứt, yến mạch cũng là nguồn cung cấp chất xơ tốt, đặc biệt là beta-glucan và rất giàu các vitamin, khoáng chất. Lợi ích của việc ăn bột yến mạch bao gồm giảm nguy cơ tim mạch, huyết áp cao. Trong 35g bột yến mạch nấu chín chỉ chứa khoảng 6g protein. Điều này không đáp ứng được yêu cầu protein của bữa sáng. Để tăng hàm lượng protein của bữa sáng, bạn có thể ăn kết hợp với sữa chua thay vì nước, sữa thêm trứng hoặc phô mai. Phô mai. Phô mai có hàm lượng protein cao, làm tăng quá trình trao đổi chất, tạo cảm giác no. Phô mai cũng chứa đầy đủ chất béo như axit linoleic liên hợp, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân. Nên ăn kèm phô mai với các loại quả mọng, hạt lanh xay, giúp bữa sáng đầy đủ chất béo, chất xơ, vitamin. Tóm lại, khi ăn sáng, bạn hãy đảm bảo lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chọn thực phẩm tốt nhất để ăn vào buổi sáng có thể giúp kiềm chế cơn đói và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bác sĩ khuyên nên kết hợp trái cây với trứng, phô mai trong bữa sáng. Trái cây chứa hàm lượng chất xơ và nước cao. Đặc biệt, trái cây họ cam giàu vitamin C, tốt cho sức khỏe. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.